Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe bất ngờ tung hỏa mù, phun khói trắng mờ mịt kín hết đường. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, không chỉ quan tâm tới hiện tượng lạ từ chiếc xe tải mà cả phản ứng của tài xế xe con khi thiếu quan sát đã tự hút vào đuôi xe tải. Theo clip, trên đường quốc lộ có giải phân cách cứng, các phương tiện đang di chuyển. Bỗng nhiên chiếc xe tải màu xanh bốc khói trắng nghi ngút. Khói tỏa mù mịt, che kín tầm nhìn hết cả đoạn đường, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Những người dân ven đường và cả tài xế cũng như phụ xe chỉ không biết chống tay đứng nhìn chiếc xe phun hỏa mù. Một chiếc xe ô tô con đi phía sau, khi xe tải vừa bốc khói đã không kịp quan sát mà dẫn tiến xe lên, hút thẳng đuôi xe tải.